Thân xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thanh Việt. Kính thưa quý vị, hôm nay trong tập 440, xin gửi đến quý vị chủ đề cuối tuần, Thanh Việt phóng sự cùng xàm xí sọ chuyện thượng đỉnh tôn giáo toàn cầu tại xứ người. Nếu quý vị nào theo dõi à, vụ của ông cụ họ Lê cùng với những hoạt động gần đây của một số À, các quý vị được gọi là ủng hộ cho gia đình ông cụ Lê à, tại à, Mỹ thì chúng ta biết có một cái uh, cuộc uh, uh, hội nghị, cái hội nghị thượng đỉnh uh, tôn giáo toàn cầu vừa xảy ra tại Mỹ. thì uh, trong chương trình ngày hôm nay, uh, thanh việt uh, xin được xàm xí soạn với quý vị vấn đề đó. trước khi bắt đầu chương trình, thanh việt xin được uh, gửi lời kính chúc sức khỏe và uh, những cái uh, yêu thương uh, hạnh phúc bên gia đình cũng như là cuộc sống của quý vị. Thưa quý vị, um, để nói về cái uh, hội nghị thượng uh, đỉnh uh, tôn giáo toàn cầu tự do tôn giáo toàn cầu này, được quý vị uh, xảy ra cách đây khoảng uh, một hai ngày, thì um, anh Việt đã có nghe uh, trực tiếp từ uh, các cái trang uh, tại nước ngoài nói về uh, uh, các cái uh, buổi uh, hội thảo, hội luận uh, có tiếng Anh cũng có tiếng uh, tiếng Việt Nam cũng có những cái vấn đề liên quan đến uh, uh, tự do tôn giáo tại Việt Nam thì uh, cũng có những cái um, uh, buổi uh, uh, họp báo rồi cũng có những cái buổi uh, uh, giải trình uh, hội uh, hội thảo uh, xoay quanh những cái vấn đề uh, thế nào là tự do tôn giáo À, rồi cũng có những cái buổi à, à, tường trình à, vì đây là không phải chỉ là cái hội của à, cái cuộc hội họp của à, liên quan đến vấn đề Việt Nam không mà nó liên quan đến vấn đề à, tôn giáo toàn thế giới nên à, Trung Quốc cũng có nhưng quý vị Miến Điện, à, Lào, Campuchia, cảm ơn mọi ông vâng thì à, nhóm à, người à, Việt Nam của chúng ta à, à, chiếm một cái số lượng cũng không phải là là đông à, mặc dù cái số lượng tham gia theo tên việt nhớ không lầm thì à, khoảng 7 tới 8 à, 70 tới 80 người quý vị bây giờ trở lại cái câu chuyện à, hội à, cái hội thảo thượng đỉnh về tự do tôn giáo toàn cầu đó nó liên quan trực tiếp đến một cái à, tổ chức tổ chức này gọi là Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ thì à, Thanh Việt đã nghe rất là nhiều quý vị à, có những cái bản tường trình à, có những cái lời giải thích về cái tổ chức này tại cái à, cuộc họp Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo thì cho phép Thanh Việt được à, sàm xí sọn cái ý kiến riêng của mình sau khi à, đọc và tham khảo những cái bài viết cũng như là của cả hai bên để chúng ta cùng có một cái à, quan điểm nó công tâm nhất cho câu chuyện này. Thưa quý vị, tại cái buổi hội nghị đó, đó thì cái tổ chức tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ đó được nhắc đến rất là nhiều lần. Trong đó, nhưng quý vị, trong đó, tổ chức tự do tôn giáo quốc tế của Mỹ đó quý vị, họ có tổng cộng phải nói rằng ba cái nhiệm vụ mà chúng ta thấy rõ ràng nhất cái um, nhiệm vụ thứ nhất đó quý vị là họ có một cái database có một cái uh, danh sách đó những uh, tù nhân uh, bị uh, đàn áp và bị bắt bớ trên toàn thế giới về uh, lý do là về tôn giáo trong chương trình ngày hôm nay thì thanh việt cũng sẽ giải thích một lần nữa rõ rệt tự do tôn giáo là cái gì vậy theo cái định nghĩa của cái quốc gia mà họ đưa ra cái vấn đề này đó là Mỹ. Nhưng quý vị, chúng ta không giải thích tự do tôn giáo theo luật pháp của Việt Nam chúng ta mà chúng ta hãy nhìn cái giải thích của tự do tôn giáo của cái bên nước Mỹ họ giải thích như thế nào. Tự vì ở chỗ đó một số người đang xin à, tị nạn à, về tôn giáo cho gia đình ông cụ họ lên. Thì trong cái danh sách tù nhân vì tự do tôn giáo đó quý vị tức là bị bắt về tự do tôn giáo bị đàn ép đó thì à, à, cái tổ chức à, Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ đó gọi tắt là USCIF họ nhận hồ sơ thông qua hệ thống internet hoặc là chúng ta có thể nộp trực tiếp gửi thơ đến à, Khi mà chúng ta à, điền vào à, hồ sơ trên mạng à, trên mạng đó quý vị hoặc là chúng ta gửi đến đó, thì chúng ta phải kèm theo những cái bằng chứng và chúng ta phải ghi rõ ràng từng mục từng mục theo cái yêu cầu của cái ủy hội này. nhưng quý vị nhé. Từ vì như đã giải thích ở trong cái hội nghị uh, uh, vừa rồi đó thì đã có những cái uh, người mà họ không biết làm đơn hoặc là họ điền bị sai thì cái uh, tổ chức USCIS này họ không có liệt kê uh, uh, những cái người mà bị đàn áp đó vào trong cái danh sách của họ. thì à, những người à, những cái hồ sơ mà được nộp đến cho cái à, tổ chức của Ủy ban tự do tôn giáo đó, quý vị, thần, phần lớn là do các cái tổ chức tại từng nước mà họ có những cái trường hợp được xem là bị đàn áp về tôn giáo, họ à, báo cáo họ gửi đến à, bằng đường bưu điện hoặc là thông qua à, cái việc mà điền đơn trên mạng xã hội. Sau đó thì à, tổ chức USCIRF họ À, nhận được hồ sơ thì họ sẽ có những cái phương pháp riêng của họ để họ tìm hiểu nhưng quý vị và họ xem thứ nhất là tài liệu có đầy đủ hay chưa và nếu tài liệu chưa đầy đủ thì cái hồ sơ đó đó quý vị nhé sẽ bị từ chối chứ không được lọt vào cái danh sách ở đây thanh việt xin một lần nữa nhấn mạnh đây là danh sách tù nhân vì tôn giáo à, mà được sáng lập ra bởi cái tổ chức tự do tôn giáo quốc tế của hoa kỳ tổ chức này một lần nữa được gọi là USCIAF, được à, họ sẽ dùng những cái phương pháp riêng của họ bao gồm như là và những cái tài liệu thông qua tòa đại sứ lãnh sự quán của Mỹ tại các cái nước mà vừa mới được nộp đơn báo cáo về cái tình hình tự do tôn giáo về những người nào vừa bị đàn áp hoặc là bắt bớ, rồi các cộng sự viên à, à, của họ tại các quốc gia này hoặc là các cái tờ báo mà họ tin tưởng nhân quý vị nhé để kiểm chứng những cái thông tin mà vừa mới nộp vào trong à, cái à, à, hệ thống à, hồ sơ hệ thống à, bảo mật hệ thống database của cái à, Ủy ban à, tự do tôn giáo này sau khi mà tất cả mọi giấy tờ à, đã nhận được và được kiểm chứng đầy đủ đã được quyết định xong và được chấp nhận thì họ sẽ liệt kê lên trên mạng xã hội vị cập nhật cái danh sách cho chúng ta thấy thì hiện nay đó quý vị hiện nay cho đến ngày hôm nay đầu tháng 2 năm 2023 trong cái danh sách trong cái database của cái tổ chức này đó quý vị họ có tổng cộng là 1953 tù nhân được xem là bị đàn áp về tôn giáo trong đó có 96 người Việt Nam nhưng quý vị chiếm tổng cộng là khoảng 5%. Yeah. 96 là khoảng 5% trong số 1.953 người. Những quý vị, 5%. Vậy là con số đó không phải là một con số lớn. Rồi, cái nhiệm vụ thứ hai, những quý vị, mà cái tổ chức tự do tôn giáo quốc tế của Mỹ này họ làm, đó là gì? Đó là họ có một cái khác, được gọi là danh sách tù nhân lương tâm. Vì vậy, thân vị muốn quý vị phân à, biệt rõ ràng À, nếu mà chúng ta xem trên báo chí hoặc là chúng ta nghe một số cái à, kênh truyền thông của các quý anh chị nào đó Nhưng quý vị họ giải thích à, và đôi khi chúng ta không hiểu hoặc là chúng ta à, không biết rằng tin của chúng ta nghe được đúng hay là sai Thì à, mỗi người mà có một cái nhìn nhận khác nhau Thanh việc đưa những cái thông tin này là dựa trên những gì Nhưng quý vị mà cái tổ chức tự do tôn giáo này họ nói và những gì mà được đã được thảo luận tại cái à, 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 cuộc gặp gặp mặt hội nghị vừa qua, à, hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo tại à, Washington DC đó quý vị. Rồi. Thì cái danh sách tù nhân lương tâm này đó nó lấy từ đâu ra? Thưa quý vị, danh sách tù nhân lương tâm này được trích từ cái danh sách tù nhân vì tôn giáo. Tức là à, họ chọn lọc ra nha quý vị nha, hàng năm họ chọn lọc ra trong cái danh sách mà hiện nay đó ví dụ ví dụ như quý vị 1953 người thì họ chọn ra một số người để họ đưa vào cái danh sách tù nhân lương tâm những quý vị để lược lọt vào danh sách tù nhân lương tâm nói một cách rõ ràng là mình phải có trong danh sách của tù nhân vì tôn giáo trước cái đã rồi mà để lọt vào danh sách tù nhân vì tôn giáo nhưng quý vị thì mình được một cái tổ chức nào đó tại cái quốc gia mình đang sinh sống họ đưa tên của mình vào vì mình bị đàn ép vì mình thế này thế nọ bởi cái nơi mà mình đang sinh sống. Rồi nha. Còn mình bị như thế nào thì mới được cho vào tôn giáo, Vì đàn ép tôn giáo thì tiếng nữa thân mình sẽ giải thích cho quý vị. Bây giờ mình trở lại cái gọi là danh sách tù nhân lương tâm, cái danh sách thứ hai đó nha quý vị, tức là được chọn lọc đó. Thì mỗi một năm cái tổ chức tự do tôn giáo quốc tế này họ chọn từ 10 tới 15 người À, trong tổng số 100 1953 người trên toàn thế giới Nhưng quý vị trên toàn thế giới mà quý vị cũng đã biết rồi là tập trung ở phần lớn ở các nước như là à, bên à, các cái nước nhỏ ở bên à, à, Liên Xô cũ đó quý vị rồi à, các nước ở Ấn Độ nè rồi à, à, ở bên Mã Lai nè rồi ở bên Trung Quốc nè rồi một số thì ở Campuchia lào hoặc là Việt Nam Việt Nam thì như quý vị biết là chiếm 5% trong tổng số tù nhân vì tôn giáo chỉ có 5% thôi rồi bây giờ cái điểm đặc biệt đó quý vị là họ chọn 10 tới 15 người à, trong một năm à, mỗi năm trong cái danh sách mà họ có được Dĩ nhiên là để lọt vào trong cái danh sách 10 tới 15 người này đó quý vị sẽ có những cái cuộc vận động của những cái người những cái tổ chức của những cái tổ chức, à, của những cái tổ chức Nhân quý vị nhé, Thị nguyện để họ à, tiếp xúc với cái Ủy ban tự do tôn giáo này và họ có thêm những cái tờ đơn những cái bằng chứng để mong muốn rằng cái tổ chức này nên chọn một số người từ cái quốc gia của họ để được đưa vào danh sách tù nhân lương tâm Vậy thì cái ích lợi của việc đưa vào cái danh sách này là cái gì vậy và tại sao phải có vận động thì mới được vào thì thưa quý vị cái lợi ích đó là sau khi mà được đưa vào danh sách tù nhân lương tâm đó thì cái tổ chức cái ủy ban tự do tôn giáo này đó quý vị họ tiếp cận với các cái thành viên của quốc hội như là thượng nghị sĩ nè à, từ à, thượng viện hoặc là hạ viện của bên uh, Hoa Kỳ đó quý vị của bên Mỹ đó để làm gì để họ tìm những cái người này bảo trợ về tinh thần người gọi là người bảo trợ tinh thần tại sao mà cần những người bảo trợ tinh thần thì thưa quý vị, để cho cái vấn đề mà tù nhân lương tâm được thảo luận tại các cái buổi họp song phương, nhân quý vị, thì cái tên tuổi của những tù nhân lương tâm này cần phải có được sự bảo trợ. Có nghĩa là ví dụ, thanh việc cả là một người làm trong chính phủ, là một thành viên trong quốc hội và thanh việc bảo trợ cho một cái trường hợp của một ông à, Colocope uh, gì đó tặng hạt như vậy Ở bên uh, nước uh, Ukraine Tặng như vậy đi nha quý vị uh, Ở bên nước, nước Ukraine Thì Thanh Việt sẽ hỗ trợ cho cái ông này Bằng cách đưa tên của ông này vào trong chính phủ Vì vậy mỗi lần có những cuộc họp Thượng đỉnh Giữa chính phủ Mỹ và chính phủ Ukraine Thì cái tên của cái vị này là Quý vị sẽ được nhắc đến Trong cái buổi họp này Nhắc đến để làm gì Thưa quý vị mục đích duy nhất là Nói với chính phủ đó đó là thả cái người đó ra Thả tự do cho người đó ra Dĩ nhiên là để cho chính phủ kia Phải thả được người đó quý vị Thì nó phải có cái lợi ích Cho cả đôi bên đúng không, quý vị Nó phải có cái lợi ích Mà phần lớn các lợi ích đó, đó Thì nó liên quan đến vấn đề trao đổi về kinh tế là các cái hợp đồng Tiền tài trợ nó như thế nào Dĩ nhiên quý vị Như Thanh Việt đã nói Mục đích cuối cùng là thả tự do Vận động để thả tự do À, vậy là quý vị nắm vững rồi đó. mục đích được vào danh sách tù nhân tôn giáo là để được chọn vào cái danh sách thứ hai gọi là danh sách tù nhân lương tâm mục đích được vào danh sách tù nhân lương tâm là để sẽ được vận động một cách tích cực hơn để được thả tự do đó quý vị nha quý vị nắm từng bước từng bước từng bước rồi chứ không ai nha quý vị nha chúng ta thân vị con nghe một số quý vị có hỏi là họ nghe đâu đó một số kênh truyền thông của các quý anh chị nào đó nói rằng làm gì mà khó khăn quá Nhảy vào thì nhảy đại lên Đi đi làm như vậy Nhưng mà thưa quý vị Nó phải đi từng bước từng bước Nhưng quý vị Chứ không thể nào mà Đi cửa sau cửa trước Cửa bên cạnh rồi, rồi, chui vào Lọt qua rồi Bò dưới gầm bàn rồi Bò lên bò xuống Mới lọt vào đây Thưa quý vị Nó có rất là nhiều giai đoạn Mới lọt vào được Cái danh sách gọi là tù nhân lương tâm Mà mục đích của lọt vào danh sách tù nhân lương tâm Là vận động Để cho cái tù nhân lương tâm đó Được thả tự do à, càng sớm càng tốt. Đó. Và cuộc vận động này được xảy ra giữa à, các cuộc họp thượng đỉnh à, song phương nha quý vị giữa các quốc gia à, giữa Mỹ và cái quốc gia thứ hai mà nơi mà đang giam cầm cái tù nhân lương tâm đó. Rồi quý vị nắm vững được cái điều đó đúng không quý vị? Thì thường thường đó quý vị là Việt Nam chiếm được khoảng 20 tới 30% à, trong cái số được chọn mỗi năm nói một cách rõ rệt hơn, rõ rệt hơn đó quý vị là mỗi một năm thì Việt Nam được cái tổ chức tù nhân từ à, cái tổ chức tự do tôn giáo này chọn hai hai vị nha quý vị à, hai đến ba vị thường thường là một là nhiều nhất đôi khi là đến hai vị vào trong cái danh sách này vậy là một con số tương đối tương đối là khá mạnh đúng không quý vị người ta chỉ có là mười người được chọn mà mình ít nhất là có một người à, tức là 10% phần trăm, có khi là hai mươi phần trăm, mà trong khi tổng số người à, mình chỉ có chiếm khoảng năm phần trăm trong cái danh sách tù nhân vì tôn giáo thôi. Vì vậy, có thể nói à, người Việt Nam mình được cái cái tổ chức tôn giáo này theo dõi, nhưng quý vị cũng khá là chặt chẽ. Rồi, có một cái điểm như thế này, quý vị cũng phải phân tích cho rõ, cái gì nói cho rõ rệt. À trái nói trái, phải nói phải, cộng nói cộng, trừ nói trừ. Nghĩa là sao? Không phải cứ lượt vào cái danh sách tù nhân lương tâm là sẽ được thả tự do. Nhưng quý vị nhé, không phải khi mà tổ chức tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ đó mà đã họ đã chọn cái nhân vật ông Nguyễn Văn E, ông Mr. Kuchmit gì đó, Kuchmit, Kuchmit gì đó, đó. nha quý vị nhé. Ở bên Ấn Độ đã chẳng hạn như vậy và trong cái danh sách này là tự nhiên cái ông uh, Khmer Khmuk, uh, ông Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn C, ông uh, Trịnh uh, Trịnh Văn uh, gì đó gì đó sẽ được bảo đảm là sẽ được thả tự do, điều đó là chưa chắc chắn nhưng quý vị nha. À, để nói như vậy để làm gì? để cho một số quý vị là cứ hiểu lầm, cứ cứ nghĩ rằng à, vào danh sách uh, tù nhân vì tự do tôn giáo là ôi trời ơi được rồi được rồi, thế thế là được thế này rồi, à, chưa chưa được. À, chưa chắc rồi được vào danh sách tù nhân lương tâm là chắc chắn được xã tự do rồi à, chưa chắc luôn thưa quý vị chưa chắc tất cả nó đều phụ thuộc vào cái người mà được đứng ra nhưng quý vị được gọi là hỗ trợ tinh thần bảo trợ tinh thần sponsor đó quý vị đó cho cái người tù nhân lương tâm đó, đó quý vị họ sức mạnh của họ như thế nào trong quốc hội tiếng nói của họ có mạnh hay không rồi cái sự thành công trong những cái cuộc họp song phương giữa mỹ và cái quốc gia đang giam tầm cái tù nhân lương tâm đó có thành công hay không chứ không phải cứ vào danh sách tù nhân lương tâm là sẽ được thả tự do đấy là mình phải mình phải nắm vững cái vấn đề này nhưng nó có cái lợi là vào được danh sách tù nhân lương tâm thì sẽ được quảng bá nhiều hơn quảng cáo nhiều hơn để mình có thể được lọt vào trong cái danh sách mà khi có những cái cuộc họp thượng đỉnh thì cái tên của cái người đó được nhắc đến. Nhân quý vị nha, có khả năng sẽ được nhắc đến chứ không phải được vào danh sách là của có cuộc họp thượng đỉnh nào là sẽ được nhắc đến. Cái gì nó cũng có cái nó gọi là loại bớt thành viên để mình có cơ hội mình chiến thắng hơn. Nhân quý vị nha. Rồi. Cái một cái yếu tố nữa mà cái tổ chức tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ này họ còn làm là hàng năm đó quý vị, họ có cái bản tường trình. Thì cái bản tường trình này đó, nó hay xuất bản vào tháng 4 hàng năm. À, tháng 4 hàng năm, thì năm 2022 đã ra rồi. Bây giờ sắp đến, chỉ còn khoảng 2 tháng nữa, thì họ có một cái bản tường trình để nói về những gì xảy ra tại các quốc gia trong năm 2022. Nhà quý vị, vậy, đây là một cái mà Thanh Việt Động đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Như vậy, như vậy nhá, như vậy thì cái tổ chức tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ này vào tháng 4 sắp đến đây trong cái bản tường trình về Việt Nam có thể sẽ nhắc đến câu chuyện của gia đình ông cụ họ Lê. Vì gia đình ông cụ họ Lê được tường trình vào trong cái danh sách tù nhân tôn giáo trong năm 2022. Vì vậy, đầu năm 2023 vào khoảng tháng 4 họ sẽ có những cái bản tường trình về gia đình ông cụ này. Đã. không nhiều không dài nhưng chắc sẽ được nhắc tên chắc thôi nha quý vị nha rồi sau khi mà họ xuất bản xong thì họ sẽ gửi đến cho tổng thống cho quốc hội và cho bộ ngoại giao rồi họ sẽ được đăng cái à, họ họ sẽ lấy cái bản tường trình đó họ đăng trên mạng xã hội của họ trên trang website của họ thì thưa quý vị khi mà họ gửi những cái danh sách này nha quý vị, đến cho tổng thống, đến cho quốc hội, đến cho bộ ngoại giao của Mỹ thì họ thường đính kèm à cái danh sách mà họ nghĩ là nên đưa các quốc gia vào. Danh sách đó thì cũng giống như là bộ ngoại giao của Mỹ họ có. Có hai loại danh sách, danh sách thứ nhất được gọi là các quốc gia bị theo dõi. Danh sách thứ hai nặng hơn là danh sách cần được quan tâm đặc biệt. nhà quý vị nhé, thì thường thường cái tổ chức tự do tôn giáo quốc tế này đó quý vị, họ luôn luôn có hai danh sách. Danh sách đề nghị nên theo dõi, rồi danh sách đề nghị cần được quan tâm đặc biệt. Nhưng một cái điểm mà chúng ta phải hiểu rõ, là phải cần hiểu rõ, đó là cái gì quý vị? Cái quyết định sâu cùng của Bộ Ngoại giao Mỹ là thông qua sự đồng ý của Tổng thống và Quốc hội là cái quyết định cuối cùng của họ luôn luôn nhẹ hơn những cái gì mà cái tổ chức tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ này à, đề nghị một cái ví dụ dễ hiểu nhất cho chúng ta biết đó là cái tổ chức tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ này đã đưa Việt Nam chúng ta vào cái danh sách cần bị quan tâm nhiều năm qua tuy nhiên là chẳng xin nhê gì, Nhân quý vị đây là một tổ chức gọi là cái gì độc lập không si nhê gì đó họ chỉ đưa danh sách vào nhân quý vị rồi họ đề nghị nhưng bên của bộ ngoại giao tổng thống và quốc hội có đồng ý hay không là một chuyện khác. Thì gần như gần như là tất cả các trường hợp bộ ngoại giao Hoa Kỳ luôn luôn đưa các quốc gia ở một cái tầm gọi là thấp hơn những gì và cái tổ chức ủy ban tự do tôn giáo này đề nghị Việt Nam trong một thời gian vừa qua rất là dài không bị lọt vào bất cứ một cái danh sách nào. Mặc dù tổ chức tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ có đề nghị Việt Nam nên bị đưa vào danh sách gần được quan tâm. Chỉ có đến năm 2023 thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam vào danh sách gọi là cần bị theo dõi, đó là danh sách nhẹ nhất đó quý vị nha Thì đó chúng ta vậy cho chúng ta thấy được rằng không phải những cái gì mà cái tổ chức tự do tôn giáo này nói thì bên Bộ Ngoại Giao Tổng thống và Quốc Hội đều lắng nghe, họ lấy đó là một cái bằng chứng, rồi họ có những cái à, à, tường thuật riêng cho cho chính mình, Bộ Ngoại Giao họ có bản xuất bản về cái tự do tôn giáo riêng của chính họ, nhưng quý vị họ kết hợp những cái bản tường trình này để đưa đến một cái kết luận sau cùng. Vậy là vừa rồi Thanh Việt vừa cho quý vị thấy cái mục đích từng trường hợp một xảy ra. Nhân quý vị nha. Thì để cho quý vị dễ hiểu. Nha. Gia đình ông cụ họ Lê. Câu hỏi nè. Gia đình ông cụ họ Lê. Có đang ở trong cái giai đoạn nào? Thì thưa quý vị. Gia đình ông cụ họ Lê đã được đưa vào và được chấp nhận vào trong cái danh sách tù nhân. À, vì tự do tôn giáo. Vì tôn giáo. Rồi. Đó là về cái phần đầu tiên. Gia đình ông cụ họ Lê này có được vào danh sách tù nhân lương tâm chưa câu trả lời là chưa tại sao thì tí nữa thanh việt sẽ giải thích gia đình ông cụ họ lê này có lọt vào bản tường trình hàng năm của cái tổ chức tự do tôn giáo quốc tế hoa kỳ chưa câu trả lời là chưa tự vì hiện nay tổ chức tự do tôn giáo quốc tế hoa kỳ mới có tường trình những gì xảy ra trong năm 2021 mà thôi. Đó quý vị nên nhớ rõ nha, ba cái câu chuyện nó độc lập à nó có liên kết một chút xíu với nhau nhưng nó đi từng bước từng bước từng bước một à, và chúng ta đừng nên nhầm lẫn và chúng ta khi chúng ta nghe các kênh truyền thông khác nói thì mong rằng quý vị nghe kênh của thanh việt quý vị có thể tự tìm hiểu một phần để thấy được những cái uh, uh, sai lầm hoặc là chưa hiểu rõ hoặc là cố tình sai lầm đưa thông tin lệch lạc nhưng quý vị uh, hướng thì thanh việt không dám nói là hướng mỗi người bây giờ chúng ta nghe đến cái chương trình này là chắc là chúng ta đều là những người trưởng thành rồi À, không ai dám giận ai không ai dám gì hết nhưng chỉ có đưa những thông tin để quý vị quý vị có được thông tin quý vị làm cái gì quý vị trên tay quý vị đã có đầy đủ để quý vị tự đưa ra những cái quyết định của chính quý vị không ai dám dẫn quý vị đi cả nhận quý vị nhé như vậy thì hiện nay gia đình ông cụ họ Lê cái danh sách của họ cái tên tuổi của họ chỉ ở cái giai đoạn đầu tiên mà thôi nói rằng hồ sơ của họ bị hủy là sai là chật là Sam. À, là sai nha quý vị. Hồ sơ của họ đã được chấp thuận vào danh sách tù nhân vì tự do tôn giáo. Họ là một trong 1953 tù nhân vì tự do tôn giáo trên toàn thế giới. Nói rõ như vậy. Còn họ có được vào danh sách tù nhân lương tâm chưa của năm 2022? Câu trả lời là chưa. Vừa mới đưa vào danh sách tù nhân um, tự do tôn giáo năm 2022 mà làm sao mà được chọn. Đúng không quý vị? cả biết bao nhiêu người ở đằng trước đang xếp mặt chờ à, không lẽ mà chúng ta bắt trước như là ở Việt Nam chúng ta mà cứ xếp hàng là cứ lớn chen đè nén cái này cái nọ đâu có được đúng không quý vị không có chuyện đó vừa mới vào mà hàng gì không có chuyện là hồ sơ bị bác hay là số không bác cái gì ở đây nhưng quý vị rõ ràng là như vậy thương hay không thương ghét hay không ghét hay là có đồng ý với cái phương pháp làm việc của một số các quý vị à, thương yêu cái gia đình của cụ Hà Lê đang làm gì Thì cái đó nó không quan trọng Cái câu cái ở đây là thân vị muốn đưa cho quý vị Những cái câu chuyện đang xảy ra Nhưng quý vị để chúng ta có những cái nhìn nhận Đúng đắn từ mỗi cá nhân. Rồi Chúng ta có nhìn nhớ rõ ràng Tổ chức tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ Là một tổ chức độc lập à, Một số quý vị à, Tân bóc quá rồi khi mà hiểu rõ được câu chuyện cái tự nhiên giống như là mình mình được được mình nâng họ lên cái thứ còn mình rớt xuống mình mình chê, mình bay, mình mình chề, mình uh, biểu môi, mình biểu mỏ vân vân và vân vân thì thấy nó vô lý quá. Đây là một tổ chức độc lập được chọn ra bởi tổng thống có khoảng 90 vị gì đó. Nhưng những người gọi là làm việc uh, miễn phí ở bên dưới của những 90 người này quý vị thì họ có rất là nhiều. Rồi như 90 người này là người chủ chốt họ có những cái uh, kênh liên lạc với tòa đại sứ với lãnh sự quán ở tại các nước mà có cái vấn đề tự do tôn giáo được đưa lên đó, nói rõ như vậy rồi nhân tiện đây thì thanh việt cũng cũng xin được uh, nhắc lại thêm một lần nữa đó là một số quý vị cứ uh, tự nhiên cứ lo lắng à, nếu mà quý vị nghe được cái người đại diện cho bên bộ ngoại giao của việt nam chúng ta đó quý vị thì bà đã trả lời rằng những cái thông tin mà Bộ Ngoại giao uh, Mỹ đưa ra đó Thì nó có thể bị sai lệch Và chúng tôi có thể sẵn sàng Ngồi xuống để trình bày Để hiểu được cái thông tin Mà bên Bộ Ngoại giao của Mỹ lấy từ đâu ra Nó có đúng hay không Chúng tôi sẽ có những cái bằng chứng riêng Chúng tôi xin muốn trình bày Và chúng tôi sẵn sàng ngồi xuống để trao đổi à, Nghĩa là sao quý vị Là mình có cái gì thì mình không gì mình phải sợ đó Mình không làm gì mình phải sợ Làm gì mà cứ nhảy cẩn lên rồi Cứ le cái này, Ôi, cái kia rồi cứ biểu môi, chè à, miệng, úi trời 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 nhiều lắm thưa quý vị. À mà thanh việt hay nói đùa là cái đó nó gọi là hôn môi xe đó. Nhưng quý vị chuyện chưa đến là mình cứ nhảy cẳng lên, nó gọi là hôn môi xe. Nha quý vị chè chè môi mình nói nhẹ đi nó gọi là hôn môi xe. Không có gì mà phải à, rối tung lên hết. Mình không làm thì không có gì mà phải sợ. Không làm không có sợ. Việt Nam mình có câu gì quý vị, cay ngay không sợ chết đứng gì mà cây gây mà cứ sợ là là cơn cơn gió nhẹ mà, mà mùa thu mà đã, đã sợ rụng lá rồi là sao quý vị vậy là mình coi thường mình quá nhưng quý vị cứ bình tĩnh khổ thiệt à? rồi bây giờ đó thành việt xin nói về tại sao à, mà một số tổ chức à, à lại bắt đầu từ cái việc mà à, quan hệ với à, cái USCIF thì cái nguyên nhân thì quý vị đã biết rồi ba cái điều mà thanh việt vừa mới nói nhưng quý vị ba điều mà thanh việt vừa mới kể cho quý vị đó cũng là một trong những cái lý do tuy nhiên nhắc tới câu chuyện của gia đình cụ Hà Lê thì chúng ta phải nghĩ như thế nào về cái đây là thanh việt đây là cái kiến chủ quan thôi à, thanh việt à, không có à, biết được những người ủng hộ cho bên thiền em từ ở bên mỹ họ thật sự họ có những cái kế hoạch gì thì cái đó là những điều bí mật nhưng quý vị thân vị cũng không biết được nhưng nhìn vào cách của các quý vị đã làm thì thân vị có thể bình luận để uh, sơ qua để cho quý vị hiểu được uh, có lẽ là một trong những cái lý do như thế này qua con đường ngoại giao, nhân quý vị đây là cái gọi là cái mục đích tới quý vị qua con đường ngoại giao ngoại giao này là ngoại giao uh, giữa các quốc gia với nhau Chứ không phải ngoại giao giữa sàm xí soạn thanh việt với một uh, uh, youtuber anh chị nào đó, không phải nha. À, hoặc là giữa mạnh thượng quân ABC với mạnh thượng quân CBC, uh, được gọi là tỷ phú uh, cái gì, gì đó, không có, không có. Đây là con đường ngoại giao giữa các quốc gia với nhau. Mục đích thứ nhất, xin trả tự do cho năm người đang thi hành án 331. Thay việc xin nhắc lại, đang thi hành án 331 chứ không phải là cái án um, quan hệ cùng huyết thống uh, chưa được kêu hoặc là cái án uh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà mới có bị khởi tố vụ án chẳng hạn như vậy. Nhưng quý vị nhá xin nhớ rõ một lần nữa, đây là vấn đề tự do tôn giáo và nó có nằm trong cái án ba và Nhưng quý vị nhá và mục đích của họ là qua con đường ngoại giao. À, đây là những người uh, uh, Việt tại nước ngoài. Nhưng quý vị ủng hộ. Uh, thân thiết với gia đình cụ họ Lê, họ muốn tôi, hôm nay là mình muốn rồi, chứ còn có được hay chưa, được hay không thì chưa nha quý vị, cái này chỉ là muốn thôi. À, người ta hay gọi là mơ, mà nếu mà mình mình mơ mà mình không có một cái kế hoạch mình mơ đó quý vị thì chẳng bao giờ mình được, đúng không quý vị? À, cứ ngồi ngồi không mà mà há miệng thì uh, cái cái quả táo của mình giờ nó rớt xuống hết đó, nhá, quý vị, nó lại không rớt xuống miệng mà nó rớt xuống đầu. Đó. Thì đó cái cái mơ mơ thứ nhất nha quý vị nha, mà họ mong muốn đó là qua có đường ngoại giao làm sao mà xin trả tự do cho năm người đăng thi hành án ba một đó là cái thứ nhất cái thứ hai cũng qua con đường tự do à, ngoại giao làm sao mà xin cho năm hoặc là sáu người à, mà đang thi hành án đó quý vị sáu người là vì cái ông cụ 90 tuổi ông cụ họ lê nha quý vị nha sang được mỹ à, đó rõ như vậy nha quý vị đây có thể là hai cái mục đích quan trọng nhất nha quý vị mà những người uh, 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 bên uh, những người uh, việt mà gọi là uh, uh, fan của gia đình ông cụ họ Lê đó họ muốn à, còn cái điều này đúng hay sai có được hay không uh, gia đình ông cụ họ Lê có làm có đồng ý hay không rồi bên uh, con đường ngoại giao thành không thì thanh việt chưa bàn đến nhưng quý vị thanh việt trên đây muốn nói rằng cái khả năng cao nhất mà những cái gì mà những người ủng hộ này họ đang muốn nhé, quý vị làm được cho gia đình ông cụ họ Lê là điểm 1 và điểm 2. Nha quý vị. À, rồi một điểm 2. Đó. Thì căn cứ à, cái nền cơ bản nhất đó quý vị của cuộc vận động này là về cái gì? Tự do tôn giáo. Tự do tôn giáo. Đây cũng là cái lý do tự tại sao mà họ phải có một cái mối liên kết nộp Danh sách của 6 người này vào trong cái tổ chức USCIF, tức là cái Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ. À, Từ mình lọt vào bên trong được cái danh sách này, thì mình mới tính đến cái chuyện vận động để được lọt vào danh sách tù nhân lương tâm trong những năm kế tiếp xin việc thanh Việt xin được nhắc lại trong những năm kế tiếp chứ không phải vừa mới à, ảnh hài ảnh, ảnh đi vào lọt vào danh sách của năm 2022 rồi tự nhiên ở ngoài này không hiểu là cứ gào thét lên Ủa tại sao chưa thấy trong tù, tù nhân lương tâm à, chắc lẽ là hồ sơ bị dục rồi hồ sơ bị hư rồi làm bị sai rồi thưa quý vị vừa mới ảnh hài ảnh hưởng từ ở cuối hàng lại bây giờ lại muốn là đòi nhảy lên đứng ở hàng đầu để mua vé VIP Thì làm gì có chuyện đó đúng không quý vị nó phải từ từ cần thời gian à, chúng ta đâu có thể nào mà mối quan hệ thằng à, chích abcd rồi à, à, vì tôi có quen ông này rồi ông này dắt tôi kéo tôi lên lên tới ở hàng đầu đứng để mua vé vip đâu đúng không quý vị không phải cần cái thời gian cần cái thời gian và để đạt được được cái, đưa cái tù nhân lương tâm thì như thanh việt đã giải thích rồi được cái tù nhân lương tâm thì mới có cái khả năng cao để giải quyết cái vấn đề thứ nhất mà mình muốn. Đó là gì? Sinh thả tự do cho năm người kia. Nhưng quý vị, qua con đường ngoại giao. Mà sinh thả tự do được rồi thì mới là cái bước kế tiếp để làm sao xin được cho năm người này rời à, khỏi Việt Nam sang một quốc gia nào đó. Đó là những gì mà họ muốn. Một lần nữa Thanh Việt xin được nói rằng không có ủng hộ hoặc là không có bài bác hay cái gì. Thanh Việt đang đưa thông tin. Những cái việc đưa thông tin. Đưa thông tin đưa được thông tin rồi quý vị sẽ suy nghĩ là như vậy thì nó có khả quan hay không? Nên quý vị nha. Rồi tù nhân lương tâm thì như thanh việt đã nói thường phải được một nhà lập pháp trong quốc hội bảo trợ. À có thể là từ à, hạ viện à, thường thường là hạ viện thì đúng hơn nhưng quý vị hạ viện nó nhỏ hơn một chút thì những người này họ sẽ bảo trợ để bảo trợ để làm cái gì? Không phải là đưa thêm tiền. Chắc chắn là những cái người này không đưa thêm tiền đâu quý vị. Những cái người mà trong hạ viện họ không đưa thêm tiền. Mà bảo trợ thì vì mình nhận, nói một cách dễ hiểu là vì mình bảo trợ. Giống như là mình nhận làm con nuôi vậy quý vị. Thì mình phải nâng cái đứa con nuôi của mình lên. Chẳng hạn như vậy, đứa con nuôi tinh thần, chẳng hạn như vậy. Nhưng quý vị, thì mỗi lần mà có những cái uh, cuộc thảo luận, trò chuyện, ngoại giao quốc tế giữa Mỹ và cái quốc gia mà đang có tù nhân lương tâm đó quý vị thì họ có thể đưa cái tên mình vào có thể thôi nha quý vị chứ không phải lọt vào tù nhân lương tâm là cứ ngồi chém chệ run đùi và chắc chắn là trong cuộc họp uh, mặt uh, thượng đỉnh uh, giữa uh, Mỹ và uh, 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 Ấn Độ thế nào cũng nhắc cái tên uh, Kuma này lên cho mà xem chưa chắc đâu nha quý vị nha đừng chưa chắc chưa chắc cái gì nó cũng từ từ. À, nó tùy vào sự vận động. Có đúng đường hay không? Có đúng đường lỗi hay không? Nhưng quý vị. Rồi. Thân Việt xin được. Trả lời tiếp. Hiện nay cái tổ chức này. cái này lặp lại nha quý vị. Có chấp nhận 6 người. Trong nhân lượng cụ họ Lê. Vào danh sách tù nhân tôn giáo chưa? Hồi nãy có trả lời rồi. Họ đã nhận được hồ sơ. Họ đã nghiên cứu hồ sơ. Họ đã kiểm chứng hồ sơ và đã chấp nhận cho vào trong database của họ. 6 người này là có trong danh sách của tổng cộng 1.953 người trên toàn thế giới. Không có chuyện giấy tờ bị bỏ, giấy tờ bị hủy, giấy tờ bị rụt ra thùng giác cho vào trong cái máy xoáy rũ gì đó gì đó. Không có nha. Nhưng quý vị, được lọt vào danh sách rồi. Rồi, nhưng mà cái đó là gì quý vị? một lần nữa cái danh sách này chỉ là cái danh sách về án về tự do tôn giáo mà thôi xin quý vị đừng có lôi cái chuyện à, như vậy thì à, có xin được là về à, à, quan hệ cùng huyết thống hay không và cái này à, là cũng không có liên quan về vấn đề mà lừa đảo chiếm đặt tài sản nó chỉ có liên quan về vấn đề tự do về tôn giáo và đâu đó nó nằm ở trong cái án ba Khánh Mi có giải thích trong cái tập trước rồi 439 tại sao mà lại có cái chi tiết về tôn giáo nằm trong cái án 331 nha yeah. à, xin không nhắc lại ở cái vấn đề này nữa rồi câu hỏi thứ hai tổ chức tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ có chấp nhận 6 người trong nhân động cổ lê vào danh sách tù nhân lương tâm chưa đã giải thích hai lần trong tập này rồi Thành Việt xin được trả lời một lần nữa chưa vì đây là trường hợp quá mới. Còn xếp hàng ở cuối hàng, không thể nào kéo cái tay đưa lên trên hàng đầu để làm VIP được. Nhân quý vị nhá ở dưới cho chưa được. Làm thế nào để mới luật vào danh sách này? Thưa quý vị, sẽ phải có nhiều cuộc vận động. Sẽ có nhiều cuộc vận động. Có nhiều con đường để làm cái tên của những cái vị này của serum của Lê này trở thành một cái tên gây sự chú ý để cho cái tổ chức USCIF họ chọn lọc khi mà cái danh sách tù nhân lương tâm của năm 2023 hoặc là năm 2024 được hiện, hiện lên. À, nhưng quý vị nhé. Sẽ có những cuộc vận động. Nói như vậy để chúng ta tự hiểu rằng mọi người sẽ hỏi rằng Ủa, như vậy thì không biết thanh viên có giải thích được cái hội nghị gì thượng đỉnh tự do tôn giáo gì ở washington DC đi xì gì đó đi đến dự làm gì vậy thưa quý vị đó là những cuộc hội thảo hội thảo mà hội thảo à, bên hỏi bên trả lời để cùng nhau hiểu thêm và qua các cuộc hội thảo này thanh viện nghĩ thôi nha quý vị nhé thì cái tên của một số người trong cái danh sách à, 1953 đó quý vị mà được các cái tổ chức đó đưa lên thì gây sự chú ý và từ đó cái tổ chức USCIS họ mới chọn lọc ra để chọn khoảng là 10 người tới 12 người tới 15 người mỗi năm nha quý vị nha chứ còn mà chỉ có ngồi ở nhà à, làm làm YouTube rồi à, sàm xàm xí sí sọ nhóm thanh việc này thì tên cũng chẳng bao giờ mà xuất hiện lên được nha mỗi người có một cái nhiệm vụ khác nhau hàng gì sau cái cuộc hội nghị này thì um, một số quý vị hỏi rằng sau cái cuộc sau cái hội nghị thượng đỉnh ở Washington DC, D.C. D.C. mà D.C. Thì cái sự thành công nó như thế nào? Thất bại hay thành công? Thân Việt có tìm hiểu được cho câu trả lời đi. Thưa quý vị, không thể nào nói là thất bại, mà cũng không thể nào nói thành công. Tại vì sao quý vị? Tại vì nó giống như là chúng ta xây một cái căn nhà, chúng ta xây từng viên gạch. Đúng không quý vị? Chúng ta đặt viên gạch đầu tiên rồi viên gạch thứ hai thứ ba lên bây giờ cái danh sách cái năm người sáu người ở trong gia đình của họ lê họ được đưa vào cái hàng đó nó đã có một nghìn chín trăm bốn mươi mấy vị ở trước mặt rồi thì hiện nay là cái đó nó đang được đưa lên từ từ đưa lên từ từ hay gì thất bại hay không thất bại thì phải chờ thêm thời gian mới trả lời được nhưng quý vị cuộc hội nghị này không phải là hội nghị để nói rằng a à, từ hội nghị này tổ chức của chúng tôi quyết định đưa ông Nguyễn Văn E, ông Kume, ông Polakov gì đó vào danh sách này hoàn toàn không có những cái hội nghị này là một cái hội nghị bàn tròn qua nói nhiều thứ tiên để trả lời cho những cái người trong những cái tổ chức mà đang bảo vệ cho những tù nhân vì tôn giáo à, họ hiểu thêm cái cách làm việc cái mối quan hệ nó như thế nào, cái phương pháp làm việc của từng tổ chức nó như thế nào. Hay như không trong cái hội nghị này không có cái chuyện à là chọn danh sách này, chọn danh sách kia, chấp nhận hồ sơ này, chấp nhận hồ sơ kia không. Đây là một cuộc hội nghị bàn tròn để trao đổi cùng nhau hiểu vấn đề hiện tại, những cái bước mà đang được giải quyết, đang được làm một cách tổng quát để chúng ta hiểu được cái nguồn máy của cái tổ chức tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ này họ làm việc như thế nào hoặc là cái tình trạng hiện tại tại các quốc gia mà bị lọt vào danh sách theo dõi hoặc là à, đặc biệt quan tâm gì đó gì đó, nhưng quý vị cái hoạt động nó như thế nào, đó là vậy. Bây giờ là hồi nãy giờ mình cứ nói là à, về tôn giáo, vậy thì định nghĩa, định nghĩa của tự do tôn giáo là cái gì vậy? Thưa quý vị, chúng ta đã nghe câu chuyện này cũng cũng khá là nhiều nhưng quý vị à, mỗi một à, lần mà thanh việt nói về cái gia đình cụ họ lê rồi lại nói về vấn đề tôn giáo đó thì luôn luôn có những câu hỏi được đặt ra và các kênh truyền thông à, à, gọi là không chuyên nghiệp như thanh việt đây cũng đã nói rất là nhiều rồi nhưng quý vị à, người thì cho rằng ô oh, không có tôn giáo thì lấy gì và tự do tôn giáo nhưng quý vị bây giờ nó như thế này cái quốc gia mà họ đưa cái vấn đề này ra đó quý vị đó là Mỹ những cái vị định nghĩa về tôn giáo định nghĩa về tự do tôn giáo của Mỹ nó lại khác những quốc gia khác mỗi một quốc gia nó có một cái sự thay đổi khác nhau không nhiều nhưng nó có là những cái sự thay đổi à yeah. nó mới đưa đến sự khác biệt thì thưa quý vị đầu tiên hãy nói về tôn giáo tức là mình phân tích từng cụm từ một tự do tôn giáo thì đầu tiên nói về cái tôn giáo nó là cái gì đi. Thì thưa quý vị, định nghĩa tôn giáo trong luật pháp của Mỹ là gì? Cái này mới quan trọng chứ không phải định nghĩa của tự do của tôn giáo xin lỗi quý vị, định nghĩa của tôn giáo trong luật pháp của Campuchia, luật pháp của Thái Lan, luật pháp của Ấn Độ, luật pháp của Trung Quốc, luật pháp của Việt Nam là cái gì nó không quan trọng. Nhưng quý vị không quan trọng. Nhưng trong luật pháp của Mỹ tại vì đây là cái quốc gia mà họ đưa ra cái danh sách mà làm cho một số quý vị là cứ rối beng lên cái này cái nọ đó quý vị về cái danh sách mà à, đáng được quan tâm rồi đáng được theo dõi rồi đáng được uh, uh, chiêm ngưỡng cái gì đó lung tung rồi lung tung gì đó đúng không quý vị nha thì đây đây là định nghĩa của họ này quý vị tự do tôn giáo định nghĩa thì nó rộng lắm à vì nếu mà đưa ra một cái định nghĩa thế nào là tôn thế nào là xin lỗi quý vị thế nào là tôn giáo tôn giáo nào mới được gọi là tôn giáo đó quý vị thì nó sẽ vi phạm cái nguyên tắc tự do tôn giáo. Tại vì sao thì chúng ta sẽ không thể nào liệt kê được tất cả các tôn giáo. Sẽ có những sự bỏ sót. Có những tôn giáo nhỏ vừa mới ra đời, chúng ta cũng bỏ sót luôn. Vì vậy, cái định nghĩa của họ đối với vị là nó khác biệt với Việt Nam ở chỗ điểm này. Ở họ là không giới hạn tất cả những điều mà là tín ngưỡng chúng ta đang thực hành, chúng ta có niềm tin nhưng quý vị thì nó gọi là tôn giáo à, tôn giáo này à, nó có thể là nó có một cái khuynh hướng dựa trên một cái tôn giáo à, đã có sẵn à, cơ bản nha quý vị nhé ví dụ ở Việt Nam thì lại chúng ta thì lại khác cái một chút tôn giáo nào được đăng ký được công nhận bởi mặt trận tổ quốc thì tôn giáo đó mới là tôn giáo hợp pháp và mới được công nhận đó là tôn giáo chẳng hạn À, tại Việt Nam chúng ta có khoảng à, à, chưa đến à, hình như là mười mấy cái tôn giáo, nha quý vị nhé, mười mấy cái à, đạo Phật, đạo Tiên lành, đạo Thiên chúa giáo, đạo Hòa hảo, vân 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 vân, nha. Yeah. thì à, nó phải khác biệt là phải được đăng ký, phải được chấp nhận, đó là tại Việt Nam. còn tại Mỹ thì họ nới rộng hơn mỗi quốc gia khác nhau mà và nới rộng hơn và nói rằng không thể nào định nghĩa tôn giáo phải là những tôn giáo gì, tại vì chúng ta sẽ bỏ sót và lúc đó chúng ta sẽ vi phạm đến cái tự do tôn giáo cái định nghĩa à, của tự do tôn giáo. Tôn giáo đó, quý vị, nó không chỉ là những cái đạo lớn như Ấn Độ giáo này, do do Thái giáo này, à, rồi đạo Phật này, đạo Thiên Chúa giáo này, đạo Tiên lành này, đạo Hòa Hảo này, đạo Hồi này, lỗi quý vị đạo Hồi này. Thì không nên nào những cái đạo lớn nữa không. Còn có những đạo nhỏ nữa. Còn rất là nhiều đạo nhỏ. Như cái gì? Vì thế mà người ta không giới hạn. Không giới hạn được. Tôn giáo chỉ là một cái niềm tin. tín ngưỡng, Mà. Dù là số lượng ít hay số lượng nhiều. Đó cũng là một cái niềm tin của cái số lượng người đó. Và chúng ta phải tôn trọng. Đó là cái định nghĩa của bên. Của bên Mỹ. Đối với các mục đích và tình trạng tị nạn tôn giáo của. Mỹ thì bức hại hoặc là bị đàn ép về tự tôn giáo được đề cập trong các trường hợp sau đây. Bị đe dọa nghiêm trọng hoặc gây tổn hại về à, à, thể xác, về tâm lý, về kinh tế, bởi chính phủ. Thứ hai, nếu được gọi là đàn ép tôn giáo thì là những người bị đánh đập, bị giam cầm, bị trừng phạt cá nhân. Đó khi được cho là không tuân thủ theo quy tắc đạo luật tôn giáo của quốc gia đó, thì cái đó được gọi là đàn áp tôn giáo. Đàn áp tôn giáo sẽ xảy ra khi mà có những cái đạo luật cấm, à, cấm các thành viên ở trong cái uh, cấm cái người đó để trở thành là thành viên của trong cái đạo giáo đó. Điều thứ tư là có những đạo luật hạn chế thờ phụng hoặc là cách ăn mặn theo tôn giáo mà bạn đang thực tập thì cái đó nó được gọi là đàn áp tôn giáo chỉ đàn áp không chỉ là đe dọa đánh đập về tinh về kinh tế về tinh thần về thể xác không phải là cho bỏ tù tạm giam không phải là trừng phạt cá nhân mà nó cũng có thể là những cái hạn chế không cho thờ phụng không cho thờ tượng này, không cho thờ tượng kia, không cho cách ăn mặc này, không theo cách mặc nọ. À, trong cái tôn giáo mà bạn đang thực tập, dù là tôn giáo đó có được đăng ký hay không đăng ký, đó là những cái định nghĩa của cái quốc gia bên mỹ. Thành Việt xin được nhắc lại, đây là những cái định nghĩa của quốc gia bên mỹ. À, chúng ta không so sánh được với tại Việt Nam, nha quý vị. Chúng ta phải nói rõ là như vậy, à, phải phân biệt rõ, đó là ở bên đó, đây là bên đây. Rồi ở bên của Mỹ, họ lấy cái định nghĩa đó và họ đưa đến các quốc gia và khi mà nó có cái sự không trùng khớp thì ở đó mới xảy ra cái trường hợp là nếu mà cái sự không trùng khớp đó nó quá bự, sự khác biệt đó nó quá bự, nó xảy ra những cái vụ đàn áp như vậy thì quốc gia đó bị lọt vào trong những cái danh sách cần được theo dõi hay là đừng được quan tâm. Nha quý vị, cái đó là cái 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 lý do hoặc là các cái quốc gia sở tại yêu cầu các cái thành viên trong một cái nhóm tôn giáo nào đó cần phải chuyển đạo hay là chuyển cái niềm tin thì đó cũng được gọi là đàn áp tôn giáo đàn áp tôn giáo phải có cái yếu tố là bạn không thể thực hành thực hiện được cái niềm tin của bạn một cách tự do cho quý vị bạn bị theo dõi bạn bị ép À, không được thờ cái này Không được thờ cái kia Không được mặc cái này Không được mặc cái kia à, Không à, bị đánh đập Bị giam cầm là Vì những lý do ABCD nào đó Thì cái đó là cái được gọi là tự do tôn giáo Bị đàn áp thì tự do tôn giáo Vậy thì Theo quý vị Dựa trên điểm thứ nhất Đến điểm thứ sáu, sáu điểm vừa qua Quý vị nghĩ gia đình ông cụ họ Lê Có hội đủ điều kiện ở điểm nào hay không Mấy điểm Quý vị nghĩ ở điểm nào à, Gia đình của Hồ Lê bị rơi vào điểm nào Nếu mà rơi vào một trong sáu điểm này Thì có thể được công nhận Là bị đàn áp về tự do Tôn giáo Tại hiện nay theo cái tổ chức USCIF Thì họ đã chấp thuận Cho gia đình của Hồ Lê Vào trong cái danh sách bị đàn áp tôn giáo Chính xác vì những lý do Một hay hai hay ba hay bốn Hay năm hay sáu Thì quý vị để lại lời bình luận và trước khi à, à, kết thúc cái phần à, hôm nay cho phép thân việt được uống một tí nước và à, quý vị nào chưa bấm nút like à, thì quý vị nhớ bấm nút like và cũng như là quý vị nhớ để lại lời bình luận à, sau chương trình à, thân việc cảm ơn quý vị à, rất là nhiều. À, Thanh việc cũng xin lỗi là cái giọng nó không có được à, 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 trong cho lắm à, vì à, thân việt à, sức khỏe nó à, vẫn à, À, mong manh dễ vỡ, những quý vị nên là quý vị thông cảm. Bây giờ thì um, cho thân phép thân Việt được nói ở cái phần chót uh, của chương trình ngày hôm nay, nó cũng liên quan đến uh, cái vấn đề mà về tiền, liên quan đến cái vấn đề những nhà mạnh thường quân ở nước ngoài và các cuộc vận động gây quỹ. Thưa quý vị, đầu tiên, thân Việt muốn nhắc đến cái uh, quỹ GoFundMe của bà Tha Nha Nguyễn Đỗ. À, cho đến ngày hôm nay, ngày 5 tháng 2 năm 2023, thì cái quỹ này có số tiền là 42.477 đô la. Từ 451 người. Nhân quý vị. Cả ủng hộ. Hay là 451 lần ủng hộ. Có thể là một người ủng hộ 2-3 lần thì thân vị không biết. Nhưng phải đợi lần. Có tổng cộng là 451 lần ủng hộ. Đó. Tổng số tiền hiện tại là. 42.477 đô. Tiền Mỹ. Vậy là tính ra tiền Việt Nam chúng ta đó quý vị. Có lẽ là khoảng. Chèm chèm. Một tỷ đồng. Rồi. Thì, như quý vị thấy trên màn hình. Thì thưa quý vị. Cái mục đích. Uh, mà bà Tanya Nguyễn Đỗ này Nói trong cái website uh, Gọi là GoFundMe đó quý vị Có nghĩa là uh, Đóng tiền giúp đỡ cho tôi đó Cái mục đích của bà là gì Là dùng tiền này Cho những chi phí của các cuộc vận động Cho gia đình ông cụ họ Lê Với hai mục đích Các thành viên được phóng thích Và một số được tị nạn Tại Mỹ Đó là cái mục đích của bà ta trong chương trình kế tiếp Thanh Việt sẽ đi rõ hơn về cái quỷ GoFundMe này bây giờ này quý vị câu hỏi được đặt ra ở đây nè hiện nay là có khoảng 42.000 mà theo uh, Thanh Việt được tìm hiểu đó tìm hiểu được đó quý vị thì cái quỷ này nó được gây dựng vào tháng 7 năm ngoái năm 2022 à, tháng 7 năm 2022 đến đến ngày hôm nay là chúng ta được uh, à, khoảng uh, uh, 6 tháng đúng không quý vị 6 tháng 6 7 tháng vậy thì à, uh, trong 60 tháng vừa qua gây được 42.000 đô la tức là khoảng 1 tỷ đồng tiền Việt Nam số tiền này có thực sự là nhiều không quý vị quý vị nghĩ làm sao cho phép thanh Việt được nói thế này nhé số tiền này đủ mua một cái xe à, uh, đời 2023 thì mới nha quý vị, dòng Kia Stinger hay là chiếc xe Cadillac CT4 hoặc là chiếc xe Toyota Avalon nha quý vị, hoặc là chiếc xe BMW Cooper. Vậy là tương đối cũng khá là xe cũng khá là xịn. Rồi một xe thôi nha quý vị nha. Rồi. là cái giá ở ở, ở bên Thanh Việt tìm được cái giá ở bên 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 Mỹ nha. Chứ không có nói giá bên Việt Nam của mình nha, như giá bên Mỹ Và tiền 42 ngàn là ở bên Mỹ mà quý vị rồi, đủ để mua một căn nhà ở trong thành phố, khu vực mà nghèo nghèo đó quý vị, ở các tiểu bang nhỏ đó. chứ không phải là mua một căn nhà bự đâu nha, 42 ngàn thì một tỷ thì không không mua được căn nhà bự ở đâu đâu căn nhà nhỏ thôi ở khu vực nghèo nghèo đó quý vị rồi là lương một năm của các thợ hàng xì lái xe, sửa chữa vi tính, quản lý nhà hàng. Nha quý vị, quản lý nhà hàng, lương một năm. Tại thì câu hỏi được đặt ra ở đây nè thưa quý vị. 42.000 này có đủ làm các cái công việc vận động để thực hiện hai cái mục đích gồm thứ nhất là làm sao để các cái vị này có thể thông qua con đường ngoại giao được phóng thích là cái thứ nhất. Thứ hai, thông qua con đường ngoại giao để giúp các vị này có thể được tị nạn vì tự do tôn giáo tại Mỹ hay không? Đó là mới là câu hỏi quan trọng. 42 000 đô la, một tỷ đồng được bà con à, Việt Kiều tại nước ngoài đóng góp vào cho bà Thay Nha Nguyễn Đỗ. Số tiền này được xem một số kênh tại Việt Nam chúng ta xem là rất là nhiều tiền cũng khiếp. và một số các cái anh chị khác cũng muốn là dòng tiền này nên đưa về Việt Nam cho gia đình ông cụ Hà Lê thì Thanh Việt trong chương trình sau sẽ có cái lời giải thích theo cái quan điểm của Thanh Việt cái tiền này nên làm gì nha quý vị nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây quý vị nên để lại lời bình luận giúp Thanh Việt cùng một chút trước khi mình có chương trình sau quý vị nghĩ rằng 42.000 đô này, tức là khoảng 1 tỷ đồng tiền Việt Nam, để thực hiện đầy đủ hai mục đích các thành viên được phóng thích qua con đường ngoại giao và qua con đường ngoại giao một số được tị nạn tại Mỹ hay không? Đây là một câu hỏi thú vị. Và Thanh Việt xin được trả lời câu hỏi về cái việc gây quỹ tiền bạc như thế này. Nha quý vị, đối với chúng ta tại Việt Nam thì là một con tiền khá lớn, một số tiền cũng khá lớn một tỷ mà nhưng số tiền này có phải là thực sự là lớn để thực hiện hai cái mục đích vừa qua mà vừa nêu lên hay không hay là chúng ta nên chuyển tiền này về cho gia đình cụ Hạ Lê thì thân Việt xin được trả lời trong cái phần sau của chương trình ngày mai xin hẹn gặp lại quý vị và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay xin chúc quý vị một ngày cuối tuần thật là vui vẻ hạnh phúc và bình an. À. I love you all.